Tao mày đừng có ghen là phải lao động, khi còn bé mới theo lão đại là để kiếm tiền. Người cầm quyền mới thấy lão đại khi mỗi lúc mà ông vắng nhà, mà tao là người mà ông tin tưởng này, cánh tay phải này vốn thật thà. Mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xuyến, ngồi ghế bành hai tay chỉ chỏ chỉ uống nước trà và nghe vũ tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiếc, mọi người tải thuốc mọi người tải rượu, xe tải hàng là trên 100 chiếc. Mà đừng bao giờ mày lạc vào đây, tôi cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu, chú phóng viên là khỏi phát biểu, động tác nhanh phản xạ lẹ. Đó là điều mà mày phải có, mới vượt biên giới mà lời mời thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến, mà đó chính là cái ngày lão đại khi nhìn thấy cái hàng cặp bến. Lại là tao là phải điều khiển cả đồ nhà này bung hàng kiểm, để đây phòng cái hàng cắt thoát, lão đại chơi chưa đủ điểm. Yeah. Vỗ lại bay trên mặt nước, chở chục ngàn cái bao thuốc lá là chạy dở đầu là cao cả thước. Đừng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc, một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đầy đầu là nói chở thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hàng để chở lô tạp, mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó ngó một hồi ăn đạp, mày đừng có ngu là hỏi ông can, mày sao gỗ tạp ông chở làm gì, mày né ông ra, mày nếu không muốn vô công lộ ngồi ăn củ mì, mọi chuyến hàng mà qua chót lọt tỷ số tao được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi là công sức mà thức tới khuya. Nếu gặp tao mày vào ban ngày, nếu mệt mỏi thì đi theo tao, mày sang năm bên mày chơi cho biết là casino nằm ở trên cao. Chơi xa láng mới sáng ngày sớm, không việc gì mà mày phải ngại, từ massage cho đến động chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu, tôi cho mày thấy cái bầu không khí hơi pha cùng gái du lâu. Yeah. Thì cũng có khu đại lý là toàn đồ ngon, mà nếu muốn bài thì mày cứ lựa, kẹo trên vẽ là cả 100 con, hàng buôn bán là hiên ngang, khu đổ đại không ai dầm ngó, mà cần loại kết mày mua tính lạng. Nhưng bên đây là nó tính bỏ, bước vào đây mà tao thách mày kiếm ra được cái căn tiểu ly, vì mỗi lần mà hàng xuất bãi đều được tính là hàng 100 ký, mà tính theo quý mà ngày 3 lần, sáng dưa chiều mà ra đều đều là vài 100 ký. Mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ, thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo hàng xuất bãi. Hàng ê chề mày, hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi chính nhẩm nhìn cả 100 tấn, mà mọi chuyến hàng mà qua chót lọt được tao tính là không cẩn. Mày nhìn tao làm mà trông rất dễ, như con nhất mà ngồi gọc cát, mà trẻ hàng về mà phải cân não, sai một ly là mày bỏ xác, mà hàng được kẻ mà về ban đêm đi đường rừng là bước điều bước. Cái thằng đi trước rồi thằng theo sau, che thẳng hàng như là cây thước, mà chuyện đến nơi tay trao hàng thật bình tĩnh rồi nhận tiền, luôn khẳng định là chỗ nó biết tao chính là người cầm quyền. Yeah.